Chào mừng quý vị đến với thông tin giá vàng của Báo Công Thương ngày 7 tháng 11 năm 2023. Và sau đây là nội dung cụ thể của giá vàng trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Sáng nay giá vàng thế giới tiếp đà giảm nhanh, trong khi đó giá vàng trong nước biến động trái chiều. Giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang niêm yết ở mức 68,5 triệu đồng một lượng mua vào và 69,82 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Như vậy, giá vàng miếng SJC so với ngày 6 tháng 11 tại các khu vực này được điều chỉnh giảm 550.000 đồng ở chiều mua vào và 250.000 đồng ở chiều bán ra. chênh lệch giá mua bán vàng SJC duy trì ở mức 1,3 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 68,5 đến 70 triệu đồng một lượng. So với ngày 6 tháng 11, giá vàng tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn là 500.000 đồng một lượng. Trong khi đó, sáng nay, giá vàng thế giới tiếp đà giảm, với vàng giao ngay giảm 13,5 đô la Mỹ xuống 1977,5 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1988,6 đô la Mỹ một ounce, giảm 10,6 đô la Mỹ một ounce so với sáng mùng 6 tháng 11. Các chuyên gia dự báo về giá vàng bứt phá bền vững trên 2.000 đô la Mỹ một ounce cần phải có tín hiệu rõ ràng hơn từ cục dự trữ liên bang Mỹ vì cắt giảm lãi suất bắt đầu diễn ra và các nhà đầu tư đang quay trở lại với các quỹ hoán đổi danh mục.